Bộ này đeo đồng hồ Omega. Kim đồng hồ của hãng này sẽ được làm từ vàng hay là vàng trắng 18, nói chung sẽ có một cái độ bóng sáng nhất định. Nhưng mà kim cô này hơi mờ. Cái ô hiển thị này cũng là chuẩn 0.1 mm, thành thử ra giả nha, fake 100%. Kìa. Adriatica, một chuyên gia mạ vàng với là titan. Bề mặt được làm từ đá thạch anh. Những cái con số hiện trên bề mặt thì nói chung là hơi nhuyễn. Từ đây tới đó thì khoảng 20 mét thì cũng khó nhận biết bằng mắt thường. Nhưng mà vẫn thấy nha, dây đồng hồ được làm từ thép không rỉ, thanh lịch tinh tế, mang tính cách mạng của thị sĩ. Nói chung là hàng thật nha, không lẫn đi đâu được. Thấy mà đoán thì dễ, không thấy mà vẫn đoán được mới siêu. Không nhìn mà đoán, không lẽ hủy không nội? Không, cũng không định show hàng đâu mà. Thấy ghét cái thái độ hết chứ. Ok, đợi xíu. Cái bạn mới đi ngang tới đi á, đeo đồng hồ Rolex nha. Hãng này thì đòi hỏi một cái độ chính xác rất là cao về bộ máy. Nhưng mà cái máy băng này nghe hơi ồn, với lại cái cây kim dây nó hơi lệch chuẩn một chút xíu khi nó quay 3/4 vòng. Nói chung là bạn này đi đồng hồ thiệt, nhưng mà bị thay cái bộ máy giả rồi. Không tin ông có thể check lại. Hỏi cần, tất cả những gì cậu nói đều chính xác. Cậu xem qua cái đồng hồ này được không? Wow, cái hot plot này đẹp nha. Thường thì hàng chính hãng thì con ốc này sẽ có hình chữ H nè. Tại vì nó đòi hỏi cái độ gia công phải tinh xảo hơn những cái bình thường rất là nhiều. Ủa nhưng mà hấp phát chính hãng thường nó có cái chữ Swiss Made trước cái vạch 6 giờ. Sao cái đồng hồ này là 23032? Rồi cái da này bình thường nó nhám, sao giờ nó có độ láng nhất định của nó vậy?